Sáng 12 tháng 8, theo báo cáo của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong hôm qua thành phố đã tiêm 269.157 liều vaccine ngừa COVID-19, nâng tổng số liều tiêm từ đầu đợt năm ngày 22 tháng 7 đến 11 tháng 8 là 3.131.644 liều, tất cả đều an toàn. Như vậy, so với ngày 10 tháng 8, số liều tiêm trong ngày 11 đã giảm 41.185 liều. Theo dữ liệu từ Cổng Thông tin COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 12 tháng 8 trong 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức thì quận Phú Nhuận vẫn có tỷ lệ độ bao phủ cao nhất chiếm 83,05%, thấp nhất là quận Bình Tân với 19,16%. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine để sớm đạt mục tiêu bao phủ 70% vaccine cho người từ 18 tuổi trong tháng 8. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, giữa tháng 6 sau khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chấp thuận, Ủy ban Nhân dân thành phố đã gửi thư giới thiệu cho các đơn vị đàm phán với công ty trách nhiệm hữu hạn Zuellig Pharma để mua 5 triệu liều vaccine Moderna. Đến nay, thành phố đang chờ đại diện Moderna chuyển dự thảo hợp đồng để mua 5 triệu liều. Nếu thành công, lịch giao vaccine cho Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ vào quý 4 năm nay hoặc quý 1 năm 2022. Cũng theo HCDC, tính từ 18 giờ 30 ngày 11 tháng 8 đến 6 giờ ngày 12 tháng 8, thành phố ghi nhận 2.318 trường hợp nhiễm mới được Bộ Y tế công bố. Trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay, thành phố ghi nhận hơn 135.400 trường hợp nhiễm COVID-19.